Hello xin chào tất cả các bạn nha. Và hiện tại thì mình đang ở cái trung tâm hội nghị tiệc cưới nha các bạn. Ở trung tâm tổ chức sự kiện White Flash nha các bạn. Và ở nơi này các bạn, bên trong này đây thì sẽ là nơi diễn ra cái sự kiện họp báo của Yamaha Motor Việt Nam nha các bạn. Đó, mình đã đến đây rất là sớm rồi. Để tối nay thì sẽ diễn ra cái sự kiện này. Và mình sẽ quay clip cũng như là úp liên tục để cho tất cả các bạn có thể tham khảo trên kênh của mình nha. Nên là các bạn nào mà fan của dòng xe Yamaha X-Center thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn. Like mạnh tay vào và đăng ký thì mình sẽ cập nhật các video liên tục. Và hôm nay thì mình sẽ đăng tải clip liên tục nha. Nên là các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để được theo dõi những cái thông tin mới nhất nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem ở cái khu vực bên ngoài cái khu họp báo của Yamaha nha các bạn. Và chính nơi này thì sẽ diễn ra cái sự kiện họp báo vào tối nay. Và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng chiếc xe X-Center 105 nha. Và hôm nay mình sẽ livestream trực tiếp rất là nhiều. Nên mình sẽ quay cho các bạn xem ở bên trong này một xíu nha. Đây nha các bạn, đây chính là cái trung tâm tổ chức sự kiện White Flash rất là lớn nha các bạn. Cái trung tâm này thì nằm ở đường Phạm Văn Đồng nha các bạn, ngay gần chỗ cầu vượt Bình Triệu nha. Đây các bạn có thấy không? Đây chính là chữ White Flash, nơi tổ chức họp báo diễn ra sự kiện của Yamaha Motor Việt Nam nha các bạn. Đây bên ngoài này thì nó rất là rộng lớn nha. Nói chung là sẽ tổ chức sự kiện ở bên trong này. Tí nữa mình sẽ vào bên trong để mình quay cho các bạn xem rõ hơn là hiện tại thì bên trong này đã diễn ra sự kiện gì rồi và đã chuẩn bị đến đâu rồi nha các bạn. Đây là các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để được theo dõi những cái thông tin mới nhất nha. Nói chung là bây giờ mới có hơn 8 giờ thôi mà mình đã có mặt ở đây rồi. Rất là sớm để có thể là quay cho các bạn xem nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem bên trong này một xíu nha. Đó, bên trong này nói chung là rất là lớn nha các bạn. Yamaha chọn một cái nơi trung tâm triển lãm rất là lớn để ra mắt cái siêu phẩm này. Nói chung là chiếc xe này thì sẽ được ra mắt vào 7 giờ tối nay. Nên là các bạn sẽ cùng hóng nha. Mình sẽ đăng clip liên tục cũng như là sẽ ra video liên tục và sẽ phát trực tiếp luôn. Nên là các bạn nào mà fan dòng xe này thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Đó, đây là bên ngoài nha các bạn. Còn đây là cầu Bình Triệu nha các bạn, đường Phạm Văn Đồng. Đó, ok, mình bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để quay cho các bạn xem nha.